Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 5 của bộ truyện Thiên Nga không trở lại, tác giả Miên Lam. Bộ truyện đã đi được một nửa chặng đường rồi và cũng đang có rất là nhiều tình tiết cần phải được gợi mở. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục bộ truyện với tập 5 nhé. Nguyên chần chừ định nói ra nhưng lại không đủ can đảm. Cô sợ sự thật phơi bày, Trà Khanh sẽ nhìn cô với con mắt khinh rẻ. Cô sợ tình bạn tốt đẹp này sẽ không tồn tại nữa. Nó thật sự là thứ tình cảm giá trị nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Mình ví dụ thế. Bộ không cứu mình á thì làm sao chúng ta ngồi đây được? Đi ăn nhanh đi, đói quá rồi. Trong lúc đó, Hoàng Ngân nhớ lại những lần Trà Khanh rủ qua chơi, rồi ở nhà Trà Khanh cả tuần liền. Có lần, cô ta nghe được bố mẹ Trà Khanh nói chuyện gì đó về con nhỏ rất quan trọng. Láng máng trong đầu rất bí mật và không được để lộ cho Trà Khanh biết. Có một đêm, Ngân đi xuống lầu lấy nước uống, qua phòng ông bà chủ thì nghe cãi nhau ầm ĩ về con Khanh. Tiếc là hôm đó định nghe lén nhưng bị ông bà Phúc phát hiện và chưa rõ đầu đuôi ra sao. Mẹ làm người ở cho nhà đó chục năm trời, làm gì có bí mật nào qua mắt mẹ được. Hoàng Ngân tức tốc về nhà, chưa vào đến cửa đã gọi Oan Oan. Mẹ, mẹ đâu rồi? Ra đây! Bà Miền tay đang dở bột bánh, gác gỏng. Mày làm cái gì á, lần nào về cũng như cháy nhà vậy hả? Mẹ, ba đi đâu? Ông ấy ra cửa hàng, bán chắc chẳng được mấy đồng, suốt ngày ở riết ngoài đó. Mẹ, con nói cái này, nếu mẹ kể hết cho con á, thì nhà mình tha hồ tiêu tiền, không cần ba phải đi bán mấy cái túi hóa chất độc hại đó nữa. Bà Miền nhìn con gái nghi ngờ, không làm mà muốn có ăn, dễ lắm sao? Nhưng từ ngày con Ngân nó nổi tiếng trên mạng, thì nhà bà cũng đỡ chật vật hơn thật. So với cái hồi bà phải đi làm ô xin cho nhà người ta, thì giờ sướng hơn vạn phần. Nhưng con Ngân tính nó cũng dở hơi lắm, lúc đưa tiền lúc không, mà nhà thì còn hai đứa con lận, một mai nó đi lấy chồng, không biết còn nhờ cậy gì được nữa. Nghĩ vậy, bà Miền cũng háo hức hẳn lên. Mày nói cái gì thì nói đi, úp mở hoài. Chuyện này mẹ không được nói cho bố đâu, nhưng con phải xác nhận đã. Hoàng Ngân kéo mẹ vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi bắt đầu dụ thông tin từ bà Miền. Bà Miền kể đến đâu, mắt cô ta sáng quắc đến đó. Cái chuyện động trời thế này mà bao năm mẹ vẫn giữ kín cho được. Đáng lẽ, con Khanh phải thuộc tầng lớp như nhà cô ta. Nó phải học trường bình thường, thậm chí còn phải bươn chải kiếm sống mới đúng là thân phận của nó. Nhưng nó lại được sống sung sướng như tiểu thư lá ngọc cành vàng. Đời thật là bất công. Bà Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng con gái, nhìn con vẫn ngủ ngon giấc, không nỡ lòng nào đánh thức. Bà ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc mái lòa xòa phủ trên má con. Con trong vòng tay mẹ đã hơn 20 năm rồi. Bà Ngọc thở dài kéo chăn. Mèo, dậy đi con. Trà Khanh kéo chăn trùm kín, không chịu dậy. Mẹ, nay chủ nhật mà, cho con ngủ thêm chút nữa đi. Dậy nhanh, hôm nay ba mẹ thằng Huy sang chơi nhà đấy. Cái tin tức hết hồn, Trà Khanh bật dậy như lò xo. Cô có nghe nhầm không vậy? Mẹ, chơi nhà là sao? Hai đứa yêu nhau như vậy rồi, còn không đi lại à? Mới yêu được một tháng thôi mà, gì cứ nhanh vậy? Con nhỏ này, yêu không cưới yêu làm gì? Yêu mới một tháng, nhưng hai gia đình quen nhau tận mấy chục năm rồi. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ. Ba mẹ biết hết gốc gác người ta, mà thằng Huy lại tốt tính giỏi làm ăn, rồi nó lại cứu con nữa, còn đòi hỏi gì hả con? Trà Khanh im lặng không cãi lời mẹ. Cứ nhắc đến chuyện cứu là cô lại lớn cấn trong lòng. Một sự hàm ơn đè nặng hơn cả tình yêu. Cô đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, rồi chậm chạp đi xuống nhà. Ông Phúc ngồi ở bàn trà nhìn thấy con gái,
hạ tờ báo tài chính xuống, trêu chọc. Ù là trời, con gái bà sáng ra đã thấy béo thêm vài cân thịt rồi. Béo đâu bà, cân nặng vẫn vậy mà. Sao bà thấy cái mặt nặng trịch hơn rồi đó? Sáng sớm mà không thèm cười gì với ba hết. Trà Khanh phụng phịu hờn dỗi. Con chưa dẫn ba là may rồi á. Nhà người ta đến chơi nhà mình là ý của ba đúng không? Ông Phúc thẳng lưng chối biến. Ờ, làm gì có. Nhà này ở chế độ mẫu hệ mà con. Sáng nay, bà thích ăn bún bò mà mẹ con lại làm sốt vanh đỏ. Ai, ba hợp tác với công ty của Huy thì làm gì đến lượt mẹ con sắp xếp. Nói chung là con và Huy cũng tìm hiểu nhau được một thời gian. Nhưng để đi đến cưới xin thì nhanh quá. Giá mà ba nói trước với con một tiếng, ba không tôn trọng con gì hết. Trà Khanh làm mặt giận ngó lơ ông Phúc, đứng dậy đi vào bếp lấy đồ ăn sáng. Ông Phúc đi sau con gái dỗ dành. Trà Khanh, đúng là ba quyết định thật, nhưng ba thấy hai đứa cũng hợp nhau, có phải quá ép buộc gì đâu. Thằng Huy nó muốn đính hôn trước rồi cưới lúc nào cũng được. Nhà bên đó sống ở nước ngoài cũng không đặt nặng chuyện con cái hay làm dâu. Con muốn sinh luôn hay muốn bay nhảy làm nghệ thuật cũng không ai cấm. Con thấy có khác gì độc thân không? Con biết vậy, nhưng ba mẹ phải hỏi ý con chứ. Đùng một cái sáng mai ngủ dậy đã phải gặp gia đình người ta. Ba mẹ muốn đẩy con đi thật nhanh đúng không? Ấy ấy con gái à, ba thề không phải. Ba mẹ xa con làm sao được. Chơi nhà xong, người ta về nước rồi, con vẫn ở với ba mẹ. Còn đính hôn rồi mới đám cưới mà con. Miếng thịt bò trong miệng Trà Khanh dai nhách, nhai không nổi. Ba mẹ đã đặt cô vào thế bị động, rồi nói cũng không thay đổi được nữa. Ngó qua mẹ đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm tiếp khách. Ông Phúc bà Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đặt con vào tình thế này là không đúng. Nhưng ông bà không còn cách nào khác, phải để nó lập gia đình yên ổn xong thì tin tức con nuôi có lộ ra, con gái dẫn vào chỗ ấm thân cả đời. Non buổi trưa, tiếng xe ô tô đổ xịt ở cổng, rồi bố mẹ Huy cầm giỏ quà đi vào. Huy lịch lãm đi sau, nhìn thấy Trà Khanh quần áo tươm tất, nháy mắt một cái. Trà Khanh hôm nay mặc áo sơ mi quần vải, trông như một nữ sinh trung học. Huy đi nhanh đến nắm tay Trà Khanh, cô bỗng có phản xạ rung lên định lùi về sau, nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Hôm nay em ăn mặc thế này là tảo hôn à? Trà Khanh hơi ngại ngần cười gượng. Mẹ chọn đồ đấy, mẹ lúc nào cũng chỉ thích em như trẻ con. Xinh mà, rất dễ thương. Huy nhìn lướt qua phòng khách một chút, chạm phải bóng dáng của một người, tim đập bừng bừng lo lắng. Cô ta sao lại suốt ngày ở nhà Khanh vậy? Nguyên đặt lọ hoa tươi lên bàn phòng khách, lễ phép chào hỏi người lớn. Hôm nay sáng sớm, Trà Khanh đã gọi một mực bắt cô sang, hóa ra là ngày gặp mặt của hai nhà. Cô không dám nhìn anh ta một chút nào, nhưng vẫn cảm thấy có một đôi mắt muốn đốt cháy mình sau lưng. Cô vội đi nhanh vào trong. Hai gia đình đã quen biết từ lâu, nên người lớn không lạ gì chuyện hai đứa nhỏ nữa. Bố mẹ Huy nhanh chóng đặt vấn đề cuối năm nay làm đám cưới. Nếu để sang năm, Trà Khanh 26 tuổi sẽ phải dời tiếp năm nữa. Trà Khanh im lặng nghe bố mẹ hai bên nói chuyện. Đề tài thật vô vị và nhàm chán. Ngón tay cô khẽ chạm vào chén sứ nhỏ, lơ đãng nhìn lớp sơn vàng vẽ hình trên đó. Huy ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng ngần của Trà Khanh, tự dưng lại thèm một chút tình cảm nồng nhiệt như những cặp đôi yêu đương khác. Tính cách Trà Khanh quá nhạt nhẽo, giữa anh và cô ấy chỉ đơn thuần là những cái nắm tay, những chiếc hôn thoáng qua như tình yêu thời trung học. Nguyên cầm túi xách ra giường, sắc mặt cô hơi tái lại khi nhìn thấy cảnh kia. Trà Khanh vội xin phép đi ra ngoài. Này, sao lại nhanh thế? Bộ không nhớ chiều nay mình hẹn nhau đi mua mấy thứ đồ à? Ừ, mình hôm nay bận về ôn thi, để hôm khác được không? Hơi, tiếc quá, hôm nào hết bận ới cái, mình qua liền nha. Huy nhìn bộ dáng của Nguyên, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
cô ta làm gì mà gặp anh cứ như thể thấy ma thấy nhỉ? Anh ăn thịt cô ta à? Cô đi học cái gì vậy? Trà Khanh nhanh miệng đáp. Nguyên đang học tại trước Đại học Nông Lâm đó anh Huy. Sau này dự là sẽ trở thành một nhà nghiên cứu nông nghiệp. Huy đưa mắt sang. À, hóa ra là học tại trước. Nguyên vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười khinh khỉnh, dậu dàng cụp mắt né tránh. Từ hôm đó đến giờ, cô và anh ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng để mà nói nhìn nhau như người bình thường thì khó lắm. Nguyên vội cáo về, cô ở đây chỉ sợ Trà Khanh phát hiện ra điều gì mờ ám. Huy liếc vào trong phòng khách, rồi bước nhanh theo sau. Anh ra xem cô ấy đi thế nào, lù rù như gà rù, không biết có biết đường mà gọi xe không. Dân, anh ra xem hộ em nhé, mẹ gọi em vào nhà. Huy bước thật nhanh ra khỏi cổng, đến chỗ góc khuất mấy cái ô tô, đứng chắn trước người Nguyên. Cô dạo này thế nào? Tôi không có nghĩa vụ báo cáo với anh. Nguyên à, cô cầm cái này đi. Huy rút một cái thẻ visa ra đưa trước mặt. Nguyên liếc qua một cái, cười khinh bỉ, lướt qua. Hôm đó tôi cũng say, anh không cần trả nợ ai cả. Huy chưa thấy đứa con gái nhà nghèo nào chê tiền, hơi bất ngờ. Có phải đòi thêm chăng? Mẹ tôi nói tôi đưa cho cô mấy trăm triệu để lo cho bác Lý. Tiện tôi mở thẻ chi tiêu không hạn định cho cô luôn. Nguyên bước vài bước quay lại. Anh ta bố thí cho cô sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Huy, nhấn mạnh từng chữ một. Tôi đủ sức lo cho mẹ, không mượn người khác phải nhọc lòng, gửi lời cảm ơn bác gái giúp tôi. Cô muốn gì? Tôi muốn gì? Tôi muốn anh đối xử thật tốt với Trà Khanh và đừng gặp tôi nữa. Đừng đẩy tôi vào tình thế của kẻ thứ ba. Nguyên chạy nhanh ra bến xe bus, mắt cay xè. Mẹ đang bệnh nặng, rất cần tiền chữa trị. Cô làm máy cũng không đủ chi phí. Lẽ ra, đêm đó cô giữ được mình, thì bây giờ đã có thể vô tư nhận sự giúp đỡ của bác gái. Cô sai rồi, chỉ một phút buông thả cảm xúc, để bây giờ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Giá như đừng rời khỏi trại giam đó. Huy quay vào phòng khách, cùng Trà Khanh tiếp chuyện người lớn. Không khí của cả gia đình vui tươi phấn khởi, chỉ hai người trẻ lạc lõng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Huy bị ánh mắt khinh miệt của cô gái vừa rồi làm cho cồn cào ruột ghen, không còn hứng thú gì với câu chuyện của người lớn nữa. Còn Trà Khanh cũng lặng thinh, nhìn ra con chim trong lòng son treo ngoài cửa sổ. Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi là cô đã lấy chồng. Hai nhà ăn một bữa cơm thân mật, rồi ai về nhà nấy. Huy lái xe chạy dọc theo phố đêm lấp lánh ánh đèn, nghĩ đến Trà Khanh. Cô ấy là một bông hoa mới nở đúng nghĩa, không dưng dấn bụi trần, rất phù hợp khi là một người vợ hiền lành trong gia đình. Nhưng sự an toàn đến tẻ nhạt lại vô tình làm đàn ông có phần mất hứng thú. Trong suy nghĩ, bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của một người khác. Huy rùng mình lắc đầu, quay vô lăng đi đến quán bar lớn nhất thành phố. Ba là chỗ có thể kích động tâm trạng của con người nhờ ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy và tiếng nhạc sập sình, những cơ thể uốn lượn trên sàn nhảy. Huy rót một cốc rượu đầy uống cạn. Chỗ này xa hoa nhất Hồ Ngọc Diễn Đông thật đấy, nhưng chẳng có cảm giác vừa lòng. Những cô gái nóng bỏng uốn éo rung lắc xung quanh Huy. Họ cố tình áp cơ thể mềm dẻo sát vào người, nhưng anh cũng không mảy may xúc động. Thân là một thiếu gia nhà giàu, còn trò tiêu khiển nào anh chưa thử? Đúng như người ta nói, ăn chơi nhiều đến bội thực. Hoàng Ngân cùng những cậu ấm cô chiêu đang nhảy nhót trên sàn, liếc xuống quầy ba thấy Huy, mắt sáng rực. Thời cơ bao nhiêu năm mới có, làm sao bỏ được? Anh Huy, đến một mình sao? Huy quay sang, trong ánh đèn mờ, thấy một khuôn mặt quen mắt, ừ một tiếng nhỏ. Cạn ly nha anh, lâu lắm không gặp, anh vẫn giữ được nét đàn ông và lịch lãm như ngày nào. Huy nhìn qua Hoàng Ngân một chút, có vẻ hương sắc hơn xưa.
Nhớ đến cái clip việc ôm Trà Khanh mà cô ta cho xem, anh lại thấy bực bội, hơi nóng đã bốc ra đằng tai. Nghe nói anh với Trà Khanh cuối năm cưới sao? Ừ. Ngân thấy Huy trả lời nhét gần, chẳng hề mặn mà gì với mình, càng tức tối. Con Khanh là cái gì á mà thằng nào cũng mê mẩn thế này? Ngân gọi thêm một chai rượu mạnh, thuần thục mở nắp, rót cho Huy một cốc nữa. Em với Trà Khanh không còn chơi với nhau nữa, nhưng anh không cần phải hàn học như vậy chứ. Hai đứa nghỉ chơi đâu phải do mình em đâu. Họ không có hành động gì á thì làm sao em có được clip? Chúng tôi sắp kết hôn, cô nhắc làm cái gì? Tôi không quan trọng quá khứ, chỉ cần vợ tôi bây giờ ngoan là đủ. Hoàng Ngân nhún vai, nghĩ trong đầu thật là hết thuốc chữa. Cô ta bày ra một bộ mặt hòa nhã. Dẫu sao thì cũng chúc hai người vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ đừng quên thiệp mời cho em. Huy uống hết ly rượu mạnh rồi gọi thanh toán tiền. Cũng chẳng thèm nhìn Ngân một chút nào, loạng choạng đi ra khỏi bar. Hoàng Ngân vội vàng cầm túi đi theo. Con cá lớn cỡ này phải cho vào rõ. Huy vừa lái xe ra khỏi hầm bar thì thấy bóng một cô gái gục xuống ở cột đèn. Là Hoàng Ngân sao? Cô ta bị gì vậy? Anh dừng lại mở cửa bước xuống, thấy Ngân đang nôn thóc nôn tháo. Đàn bà phụ nữ lại là ngôi sao, không sợ người ta chụp cái mặt lên báo hả? Anh đi đi, tôi cảm ơn, nôn chút là được thôi mà. Không ai đi cũng. Hoàng Ngân dựa vào cột đèn, khuôn mặt tái nhợt thều thào. Không, họ chê tôi nghèo, không thuộc tầng lớp. Lên xe đi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Hoàng Ngân níu lấy cánh tay Huy ngồi vào bên cạnh ghế lái. Cô ta nhắm mắt lại, liêm diêm hưởng thụ mùi hương của giới thượng lưu và nội thất đắt tiền. Huy là người sống môi trường Tây hóa, rất lịch thiệp và chịu chơi. Tình yêu cũng thoáng hơn trai Việt, vậy cho nên Ngân nắm chắc thể nào Huy cũng dính bẫy. Được một lúc, Hoàng Ngân lại đưa tay lên ngực, cố ngăn cơn buồn nôn. Huy nhìn sang hỏi, không sao chứ, buồn nôn mà. À, không đâu, chỉ hơi nhờn nhợn thôi. Anh cũng có vẻ uống nhiều nhỉ? Ừ, một chút. Hoàng Ngân lục trong túi xách, lấy ra một phong cao su. Cô ta bốc một thanh cho vào miệng, một thanh đưa sang Huy. Anh ăn cái này đi, giải rượu tốt lắm mà thư giãn đầu óc nữa. Không cần đâu, cô dùng đi. Hoàng Ngân cứ cố gắng đưa gần đến bên miệng, dở giọng thánh thót oanh vàng. Mời một xíu mà cũng không chịu. Nhai cái này nhỡ gặp công an đỡ mùi, phải đo nồng độ cồn là mệt đấy. Sợ quá gì, phạt thì đóng tiền thôi. Nói vậy, nhưng Huy vẫn cầm lấy thanh kẹo cao su cho vào miệng. Vị mát lạnh của bạc hà ngay ở đầu lưỡi, đánh tan mùi rượu nồng trong khoang miệng vô cùng dễ chịu. Hoàng Ngân len lén nhìn sang, miệng cong lên, cười thỏa mãn. Chỉ tầm 2 phút sau, đèn những dòng xe lấp lánh trước mặt Huy bỗng dưng mờ đi. Anh cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang đốt dần trong cơ thể. Anh nhíu mày lại đưa tay bóp trán. Uống có một chút, sao lại nóng đến cỡ này? Sức nóng càng lúc càng tăng, đến nỗi hơi thở nặng đã bao trùm trong khoang xe hẹp. Huy đột ngột tấp vào bên đường, nhả bả kẹo cao su xuống sàn. Đôi mắt đỏ rực phóng sang Hoàng Ngân. Trước mắt anh, tất cả đều mờ ảo, chỉ có nửa thân hình trắng nõn nà vô cùng rõ nét. Huy cố kiềm chế, gằn giọng. Cô, thanh kẹo kia là cái gì? Hoàng Ngân dưng đôi mắt ngây thơ như nai vàng, nhìn Huy vô tội. Em không biết, em cũng ăn mà, anh làm sao vậy? Bố còn đỉ, dám cho tao ăn kích dục, muốn chết hả? Hoàng Ngân cười nũng nịu, mạnh dạn cầm tay Huy đặt lên ngực mình. Anh, em không biết thật mà, hay là do rượu trong ba? Tiếp xúc làn da mát lạnh trơn nhẵn lại mềm mại, khiến cả người Huy muốn nổ tung. Huy rụt tay lại, giớ chai nước mát trong hộp đồ tu ừng ợt. Huy không biết phải làm sao, thuốc đang ngấm dần. Nếu giờ không được giải tỏa, thì chỉ còn cách rạch da để máu nóng chảy ra ngoài.
Bỗng nhiên trong đầu Huy hiện ra gương mặt của một người khác. Đúng rồi, cô ta là cứu cánh của anh. Rất nhanh, anh trộm qua người Hoàng Ngân mở cửa, hất cô ta ra ngoài. Hoàng Ngân hốt hoảng chơi với ngã xuống lề đường. Chưa kịp bò lên thì cửa xe đã đóng sập lại. Chiếc xe lao dút đi như tên bắn. Ngân giận điên lên, miếng ăn đến mồm còn rớt. Cô ta uất ức không thể nào chịu nổi nỗi nhục này, giãy đành đạch vẫy taxi quay lại quán bar giải tỏa. Nguyên vừa đi học về, định leo lên giường đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình, một dãy số lạ. Từ ngày về Việt Nam, cô không quen biết nhiều người lắm. Số này là số của ai? Nguyên câu mày bỏ qua, nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi reo hoài. Nguyên vừa đưa lên tai nghe, một âm thanh thều thào quen thuộc. Cứu tôi với, nhanh lên, sắp chết rồi. Nguyên dặn mẹ vài câu, rồi dội lao xuống sân khu tập thể. Thấy anh ta đứng dựa vào xe, mắt đỏ phừng phừng như uống rượu, áo ướt nhẹp dính cả vào ngực, mồ hôi dương đầy trán, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bị làm sao thế? Huy chẳng nói chẳng rằng, kéo Nguyên vào trong xe, đóng sập cửa lại, đẩy cô xuống ghế. Nguyên hốt hoảng gào lên. Anh làm gì? Làm gì hả? Bỏ tôi ra! Nguyên à, tôi bị bỏ thuốc kích dục, tôi muốn cô lắm, cứu tôi đi. Nguyên sững người, đời chưa từng nghe qua thuốc kích dục. Trên đời có loại thuốc đó thật sao? Huy đã không thể chịu đựng được cơn khát tình, không còn biết liêm sĩ là gì nữa, khóa cánh tay Nguyên lên đỉnh đầu. Giọng anh khàn đột, phả ra hơi thở nóng kinh người. Xin lỗi, tôi chết mất, tôi không nhịn được. Trời ơi, anh đi tìm Trà Khánh đi. Buông tôi ra, xin người buông tôi ra. Chỗ chết, khốn nạn, buông tôi ra. Tiếng hét của Nguyên lạc đi trong khoang ô tô đóng kín. Màn đêm vẫn tĩnh lặng, không ai nghe được tiếng thét của cô. Huy điên thật rồi, anh không còn nhận biết được gì nữa. Tay vội vã xé nát bộ đồ Nguyên mặc ở nhà. Nguyên dùng dãy không lại anh ta, càng dần bị sức nóng của Huy truyền qua làm cho mất chủ động. Nguyên bất lực với cơ thể mình, cảm giác tội lỗi dâng lên trong đầu, nhưng cơ thể lại không theo ý nghĩ mà run lên theo từng cái va chạm của Huy. Nguyên cắn môi dưới đến bầm tím, nước mắt trôi từ má xuống cổ rồi tràn vào ngực đau nhói. Cảm xúc tuyệt vời của lần đầu tiên với anh ta năm 18 tuổi biến thành cay đắng tủi nhục và hận thù mãnh liệt. Toàn thân đều vô lực, không thể chống lại nổi. Cô trút cơn điên vào anh ta, móng tay cào xước da thịt Huy, dùng hết sức cắn mạnh vào vai. Cô không biết hành động này chẳng hề hấn gì với một người đàn ông cao to lực lưỡng, lại càng khiến Huy hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh gặp lại cảm giác của những năm về trước với một cô gái không hề rõ mặt nhưng vô cùng mãnh liệt. Huy không phải là người đàn ông thủ tiết chờ lấy vợ, trải qua không ít những cô gái, cả với những mối tình và những cô gái qua đường. Thế nhưng anh lại có cảm giác nhớ với Nguyên, cảm giác mà đã lâu lắm rồi, kể từ cái đêm 6 năm trước mới có lại. Cảm xúc ở cạnh Nguyên là cái gì mà ở Trà Khanh không hề tồn tại? Song anh không muốn buông Trà Khanh. Cô ấy là người phù hợp với gia thế nhà anh nhất. Còn người phụ nữ này chỉ có thể đáp ứng được ở phương diện tình dục mà thôi. Nguyên nặng nhọc thoát khỏi người đàn ông ấy, bình tĩnh mặc đồ vào. Cô nhìn anh ta một lần nữa, cả người anh ta vẫn đỏ bừng bừng như chưa tan hết thuốc. Nếu anh còn tìm tôi một lần nữa, tôi sẽ chết ngay lập tức trước mặt anh. Nguyên, tôi xin lỗi, vậy tôi... Câm! Nguyên mở cửa xe bước ra, tả tơi và yếu ớt như người mới khỏi bệnh. Bóng cô chìm vào góc tối của khu tập thể cũ nát, cũ như chính con người cô, thảm thương và đau đớn. Huy ngồi trong xe đốt thuốc, mắt đỏ quạch, nhìn theo bóng dáng liêu xiêu khuất xa dần. Trái tim bỗng chốc như bị axit đổ vào, thấm dần từng tế bào, rồi ăn sâu, mòn dần từng chỗ, khiến nó rát bỏng, rồi trống tuếch trống toát. Thank you.
Trà Khanh ngồi ở bàn góc, say sưa rê chuột vẽ vẽ. Ngày mai là đến hẹn nộp bản kế hoạch cho team thiết kế, cho nên cô phải hoàn thiện bản kế hoạch trong tối nay. Cô muốn chứng tỏ năng lực bản thân mình. Chưa hoàn tất mẫu vẽ thì Trà Khanh trượt xuống gối ngủ thiếp đi. Cô mơ màng ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy một bàn tay khẽ vuốt tóc mình rất nhẹ. Nhưng bàn tay đó lạnh đến run người. Nó dường như không có một chút nhiệt độ nào. Cô rùng mình sợ hãi. Cả người nổi gai ốc rần rợn. Cô cố né ra, nhưng cả người như bị đè nặng, không thể nhúc nhích. Trà Khanh hé mắt, thấy khuôn mặt của người phụ nữ rất xinh đẹp. Khuôn mặt này, nụ cười của người này quen quen. Cô nhìn vào đôi mắt của người đó, thấy nó dần đỏ lên, rồi trong hốc mắt chảy ra dòng nước mắt nhuộm màu đỏ. Cô kinh hoàng khi màu đỏ chảy xuống ngực mình. Trà Khanh nhắm mắt lại, hét đến lạc giọng. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, cứu con. Người phụ nữ đó vẫn cười, nhưng nụ cười không còn tươi tắn nữa, mà thê lương dữ dội. Càng thê lương, dòng máu chảy xuống càng nhiều hơn. Trà Khanh ú ớ trong cổ họng, không thể thoát ra nổi. Cô nghe một giọng nói thanh thanh bên tai. Con ơi, đừng sợ, là mẹ đây. Trà Khanh phát khóc, hét lên. Mẹ Ngọc, mẹ Ngọc. Trà Khanh sợ hãi ôm cứng lấy mẹ rút vào lòng. Bà Ngọc vỗ lưng cho con gái, ánh mắt để ở phía xa xa ngoài ô cửa kính, nhíu mày suy nghĩ. Giấc mơ này của con gái không phải diễn ra một lần. Thời gian gần đây, con bé đã ngủ ngon hơn, sao hôm nay lại xuất hiện? Người kia còn dương vấn gì sao? Cô ăn sáng xong, dậu dàng chào ba mẹ, rồi dắt xe máy ra khỏi cổng. Đi ra khỏi nhà một quãng, dừng lại ở ghế đá công viên, gọi điện thoại cho trưởng phòng xin nghỉ buổi sáng. Xong xuôi, lên mạng sệt bùa yểm trừ tà, rồi phi xe đến một bệnh viện tư, gặp chị bạn thân của anh trai. Cô tin chắc chị ấy sẽ không sợ gì cả. Nhưng có điều, chị ấy là bác sĩ, không phải là người tín ngưỡng. Nhan Phương xong một ca mổ, quay cổ bên này bên kia kêu rắc rắc, ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng. Thấy con bé Trà Khanh nằm lim dim trên bàn làm việc. Cái gì đấy tiểu thơ mèo? Sao giờ này đến đây vậy, không đi làm à? Hôm nay em xin nghỉ, sang đây có chuyện này chị. Lại qua dụ tôi đi đổ loa đấy hả? Tiền chưa có mà đổ vào mồm đây này. Đành ế thôi chứ không có tiền đi đổ đâu. Mắt Trà Khanh sáng rực, có thế mà nghĩ mãi không ra. Cô sắp lại gần chị Phương, thỏ thẻ. Chị có muốn có người yêu không? Em có cách này, chị không phải tốn tiền nâng ngực mà cũng có thể có được người yêu. Thậm chí chị muốn anh nào là có anh đó. Nhạn Phương nhìn nhỏ em nghi ngờ. Con bé này nó ngây thơ, nhưng toàn nghĩ ra kế độc, không thể coi thường đầu óc của nó được. Mày có cách gì nói nhanh đi. Úp úp mở mở sốt cả ruột. Chị đi sắm cái bùa yêu đi. Chỉ vài triệu thôi mà chắc đét. Chị mua ly dâu sút oppa cũng có. Nhân tiện em đi xem em có duyên âm không. Nhạn Phương biểu môi nhìn Trà Khanh nghi ngờ. Con bé này dạo này làm sao thế nhỉ? Hết xin kê thuốc an thần đến bùa yêu. Mày có duyên rồi lại đi cát để ế à? Hay là đi cúng cho duyên âm chuyển sang chị đi? Đàn ông tốt giống như ma, nên có con ma theo cũng được. Không phải cắt duyên, em nghĩ có dông theo hù. Ngủ mơ toàn thấy bị ôm, với lại nghe tiếng nói gì gì ấy. Dạo này em hay mệt mỏi lắm, bạn bè thì bỏ đi hết. Chị đã bảo rồi, cái con Ngân á, mắt nó đảo như rang lạc thế, thì làm gì có chuyện người tốt. Dông tiện nó đi là phải, đi cúng đội ân dông ấy chứ. Trà Khanh mặt méo sệt, kể lại đầu đuôi dạo này mình gặp ác mộng ra sao. Nhạn Phương nghe xong cười khùng khột. Nó kể như chuyện viễn tưởng, nhưng nhìn bản mặt cũng thấy tội. Sơ xét héo hon thế này thì cưới xin sao nổi. Thôi được rồi, chị mày ấy chục năm làm bác sĩ, thấy bao nhiêu xác chết nằm, nhưng chưa được nghe xác chết nói. Đi. Hai chị em hào hứng đi vào một con hẻm sâu hun hút, tìm địa chỉ 4 năm xoẹt mới tìm thấy được ông thầy bói.
ông thầy mặc áo dài cổ thêu hình bát quái trước ngực ra mở cửa. Ông lướt qua hai khuôn mặt của hai cô gái, không nói gì, sắc mặt thay đổi. Ông thầy quay vào trong điện, thắp hương khấn vái làm rầm. Ánh sáng đỏ lờ mờ càng thêm phần ma mị. Trà Khanh và Nhạn Phương hồi hộp nắm tay nhau đi vào. Căn phòng chỉ nhỏ tầm 10 mét vuông, nhưng điện thờ đã chiếm một nửa. Ánh sáng đỏ mờ ảo, cộng thêm đèn, nến, nhang thắp nghi ngút, khiến hai cô gái đổ mồ hôi, sợ đến tay lạnh toát. Ông thầy khấn vái xong, cầm nấm hương khu một vòng tròn quanh hai cô gái, lẩm bẩm trong miệng những tiếng gì không nghe rõ. Trà Khanh nhìn sang Phương, nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm. Cô có đọc trên mạng nói ông thầy này coi chuẩn lắm, nếu như ai đã được dẫn vào điện thì chắc chắn sẽ linh, ai ông ấy không coi được thì sẽ đuổi ngay từ ngoài cửa. Ông thầy khấn vái một lúc rồi mở mắt ra nhìn Nhạn Phương, giọng thánh thót: "Vong quanh cô nhiều lắm đó, nhưng là vong tốt, không cần lo lắng. Họ chỉ cười với cô thôi. Cô làm gì mà cả người phát ra âm phúc lớn vậy?" Nhạn Phương bỗng không thấy sợ sệt gì nữa, sung sướng không khép miệng được. Ông thầy nói chuẩn quá mà. Cô là bác sĩ cứu người thì chả có âm phúc sao? Ông thầy nói một thôi một hồi, khen Nhạn Phương có hậu vận, rồi nhắm mắt lại, người lắc lư. Ông mở mắt ra nhìn sang Trà Khanh, mắt chuyển sang đỏ rực như máu. Lòng trắng chuyển thành đỏ lờ đờ, đồng tử đâu chẳng thấy. Ông dứt khoát chỉ tay vào bên cạnh Trà Khanh: "Mày, tại sao đi theo nó?" Trà Khanh giật bắn người, ôm cánh tay Nhạn Phương run rẩy. Nhạn Phương cũng run lập cập, nhưng bản tính tò mò vẫn cố mở to mắt nhìn ông thầy. Ông thầy lại nhắm mắt rồi khấn lầm rầm. Ông ta tiếp tục thắp một nấm hương lớn rồi quay ra. Lúc này, mắt ông đã trở lại như bình thường, ngồi vững vàng đĩnh đạc nhìn Trà Khanh. "Có một vong nữ luôn đi theo cô bên cạnh, mất tầm 30 tuổi. Thầy có thể hỏi giúp con danh tính, rồi vì sao lại đi theo con không?" "Tôi chỉ có thể nói bà ấy không hại cô, là quý nhân phù trợ, quan tâm và gánh nặng cho cô rất nhiều đấy. Đôi mắt bà ấy nhìn cô khóc ra máu, rất thương." Trà Khanh sợ hãi cực độ. Ông thầy miêu tả đôi mắt y hệt như đêm qua cô mơ thấy. Tự dưng cô liên tưởng đến người phụ nữ thoáng thấy trong nhà hát, cố nhớ xem bà ta bao nhiêu tuổi. Lạ thật, lúc đó cô nhìn rõ mặt mà giờ nhớ mãi không ra. Căn phòng này nhang khói bay mù mịt rất nóng mà cô thấy lạnh quanh người. Lẽ nào đúng là cô có vong theo? "Thầy ơi, xin thầy gọi hồn cho con nói chuyện với bà ấy được không?" "Bà ấy không siêu thoát được, còn nặng trần gian lắm. Nghiệp ở trần gian nặng, không lên nổi đâu. Cô về đi." "Thầy, xin thầy cho con hỏi..." "Đừng hỏi nữa, tôi đau đầu quá. Các cô ra khỏi đây đi, bà ấy đã bị một vong nam kéo đi rồi, không ở đây lâu đâu." Nhạn Phương kéo Trà Khanh đứng dậy. Cô mở ví, lấy hai tờ polymer xanh đặt lên đĩa lễ trên ban thờ. Lúc ra về, Nhạn Phương đắn đo quay vào ông thầy. "Thầy cho con hỏi, thầy có còn muốn dặn dò em con cái gì nữa không?" "Hết rồi, hai cô về đi." Thầy cho con hỏi, thầy có bán bùa yêu không? Con mua một lá." Thầy bói nhìn Nhạn Phương biểu môi: "Tôi không bán bùa, cô không cần mua. Nhìn tướng cô sắp có rồi đấy, có điều cũng gian truân lắm." Nhạn Phương mừng rỡ: "Gian truân cũng được, nhưng mà thầy cho con hỏi thêm một câu nữa thôi, người đó có đẹp trai không?" "Muốn đẹp trai á, xuống âm phủ mà tìm nam dương, dưới đó có đó." "Được voi đòi tiên." Trà Khanh lôi sình sịch Nhạn Phương ra ngoài. "Cái bà già này á, mình đang sợ muốn chết mà cứ trai với trai." Hai chị em chở nhau đi về, vào quán trà sữa bàn bạc. "Chị ơi, giờ em tính sao đây?" "Tính sao? Vong bảo vệ chứ phá mày đâu mà lo. Chị mày đang mong có vong nam theo á mà không có đây này. Người không, vong cũng không. Ôi, đời mình xui thật. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra mà." "Thầy phán chị sắp có rồi còn gì?" "Thầy bói cũng như sổ số thôi.
50-50, lúc nào tao lôi được lên giường mới tin. Nửa chiều đang làm việc thì Trà Khanh nhận được điện thoại của Nguyên hẹn cà phê có chuyện muốn nói. Không biết nhỏ lại có việc gì quan trọng đến nỗi không thể nói qua điện thoại. Cô đến quán cà phê đã thấy Nguyên chờ sẵn. Trà Khanh đặt túi xuống, hồ hởi khoe chiến tích mấy ngày hôm nay. Bạn dễ của mình á, trưởng phòng đánh giá cao lắm, được hạng A quý vừa rồi, tha hồ ăn khao hôm nay nha. Nguyên nhìn Trà Khanh cười buồn, cô nhấp một ngụm cà phê đắng chát. Mai mình và mẹ về quê, không ở Sài Gòn nữa. Cái gì? Sao lại về quê? Trên này tiền thuê nhà và tiền học hành cao quá, mình không lo được. Mà mẹ thì lại đau ốm, mình chuyển mẹ về viện dưới đó. Trà Khanh nhìn khuôn mặt xanh xao thất thần của Nguyên. Thương bạn lắm, nhưng không biết làm thế nào để giúp cả. Chi phí ở thành phố khá đắt đỏ, lại chỉ mình cậu ấy đi làm. Có lẽ về quê, cuộc sống của cậu ấy sẽ dễ chịu hơn. Nguyên này, mình còn sổ tiết kiệm, hay là cậu... Trà Khanh chưa nói hết, bị Nguyên gạt đi. Không. Cậu đừng làm vậy Trà Khanh à. Cậu càng làm vậy á, mình càng thấy khổ sở hơn thôi. Trà Khanh, mình làm sao bây giờ? Trà Khanh thấy nước mắt trên gương mặt Nguyên cũng hoảng hồn không kém. Cô không hiểu sao, tự dưng bạn mình khóc. Thời gian gần đây, bận bịu quá với đồ án tốt nghiệp và deadline ở công ty. Hai người không nói chuyện nhiều, cô chỉ qua thăm bác gái được vài lần, rồi từ đó không có thời gian đến nữa. Phải chăng Nguyên có chuyện gì đó giấu mình? Có mấy bận rủ đến nhà, nhưng cậu ấy đều từ chối. Cậu sao thế? Cậu có chuyện gì giấu mình sao? Không, không phải đâu. Mình xa cậu, mình buồn lắm. Trà Khanh à, mình không còn cách nào khác. Nguyên giò nét vạt áo, cô không thể làm bạn với Trà Khanh được nữa. Cô ở lại đây thì cũng sẽ không thoát khỏi người đàn ông kia. Mà không, cô sẽ không thoát nổi cảm xúc với người đàn ông đó. Cô có lỗi với Trà Khanh, ngàn đời đều nợ cậu ấy. Trà Khanh đã đưa cô ra khỏi cuộc sống địa ngục kia, nhưng cô lại trả nợ thế này. Ông trời không dung, cô cũng chấp nhận, nhưng cô không thể ngày ngày để Trà Khanh thấy bộ mặt đạo đức giả của mình nữa. Trà Khanh à, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình phải xa cậu rồi. Từ đây lên Tây Nguyên có mấy trăm cây thôi, mình sẽ năng lên thăm cậu, lo gì chứ. Rồi cậu tính học hành sao? Chưa được một kỳ, không lẽ bỏ phí? Mình học đại học từ xa mà, về quê có điều kiện để kinh doanh buôn bán hơn, trồng rau hoặc mở sạp hàng gì đó để bán chẳng hạn. Trà Khanh thở dài, cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ mới quen Nguyên được mấy tháng, nhưng dường như cô thấy hai đứa đã rất hợp nhau. Bây giờ cô ấy về quê, không còn ai làm bạn nữa. Cô buồn lắm. Từ hôm về nước, Nguyên nhất định không nhận sự giúp đỡ của cô và gia đình. Trà Khanh biết cậu ấy mặc cảm, nhưng không biết làm sao. Chỉ còn cách tìm giúp cậu ấy công việc để làm thêm. Nhưng căn bệnh ung thư của bác gái điều trị lại tốn rất nhiều tiền. Có lẽ vì vậy mà Nguyên không thể ở lại thành phố được nữa. Trà Khanh mở túi lấy hết tiền lương nhận tháng này, nhét vào tay Nguyên. Cậu không chịu vay tiền của mình thì cầm cái này đi. Tiền mặt mình chỉ có nhiêu đó. Mình hỏi thăm sức khỏe bác và lộ phí cho cậu. Nhớ có khó khăn gì á phải nói với mình nghe không? Trà Khanh, đừng... Đừng cái gì mà đừng. Có coi mình là bạn nữa không hả? Nhớ về quê liên lạc với mình. Cưới mình cũng phải lên, nếu không suốt đời mình không nhìn mặt cậu nữa. Trà Khanh, mình cảm ơn cậu, mình nợ cậu, mình xin lỗi. Trà Khanh à, cậu đừng cả tin và tốt bụng quá, có khi người cậu tin tưởng nhất cũng có thể hại cậu. Cậu đi rồi còn ai bên cạnh mình, đâu còn một người bạn thân nào nữa mà phải cảnh giác. Nguyên khóc, cúi mặt để nước mắt nhỏ tong tong xuống bàn tay nổi gân xanh gầy gò. Trà Khanh dỗ dành. Bình thường, nhỏ luôn là người để cô dựa vào. Nhưng hôm nay, hai đứa lại đổi vai.
Cô có cảm giác cuộc chia ly này không có ngày gặp lại. Sau khi chia tay mối tình đầu, cô đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Sau đó có Ngân làm bạn, rồi Ngân trở mặt và Nguyên bước vào cuộc đời cô. Cô đã cảm ơn biết mấy vì ông trời không bạc tình với mình. Nhưng bây giờ Nguyên cũng đi nốt. Có phải ông trời thử thách hay kiếp trước cô làm việc gì có lỗi mà ngay cả đến một người bạn thân cũng đều ra đi? Cả quãng đường về nhà, Trà Khanh chìm trong những lời dặn dò của Nguyên. Cậu ấy là người thứ hai nhắc nhở cô hãy cẩn thận người bên cạnh mình. Hồi còn ở Anh, việc nhắc nhở hóa ra đó là Ngân. Còn bây giờ Nguyên nhắc nhở, cạnh cô không còn ai khác, chỉ ba mẹ và Huy. Vậy là cô phải đề phòng Huy sao? Sáng sớm, sương còn đậu long lanh trên cành lá. Trà Khanh đã bị bầy chim chóc của ba ríu rít inh ỏi đánh thức. Cô ngáp ngắn ngáp dài, ngồi tựa cửa nhìn ra ngoài giường. Ba đang cầm dồi xịt tắm táp cho những con chim màu sắc sặc sỡ, còn tâm tình nói chuyện với chúng nó như bạn bè nữa. Ba ơi, ba có thể bớt chút xíu thời gian từ những người bạn xem lại bản vẽ của con được không? Để tối nha con. Bé Na của bà bị ốm rồi, thương ghê. Mẹ mà nghe được á, mẹ quay chiên giòn cho mà coi. Ngày mai á, con đã phải nộp thiết kế rồi. Đừng có hất lẻo với bà ấy, chịu ba coi. Giờ ba tắm xong cho bé Na phải đi làm nữa. Miệng Trà Khanh méo xệch, ba cô cứ như kiểu chuyện kết hôn là quan trọng nhất trên đời này. Còn công việc của con gái thế nào cũng được, làm không được bị đuổi, về lấy chồng càng tốt. Bỗng cô nhớ ra ba mình có cả một tủ sách về kiến thức. Cô dội cho bát vào bồn rửa rồi chạy lên phòng làm việc của ba. Căn phòng này rất ít khi cô vào bởi nó toàn sách chuyên ngành. Hơn nữa, ba luôn nghiêm túc dặn dò gì giúp việc. Đó là phòng làm việc, có lau dọn gì thì lau dọn. Nhưng bất di bất dịch vị trí đồ đạc trong phòng, tự nhiên bây giờ lại thấy tò mò muốn khám phá. Ba cô thật sự là một người uyên bác. Bốn phía đều là những giá sách đồ sộ, đầy ắp các loại sách được xếp ngang nắp trật tự thẳng hàng. Có thể ngửi thấy được ở đó tỏa ra mùi sách thơm mát. Cô rút bừa một gáy đã sờn, có vẻ là cuốn này hay được động đến. Vừa mở những trang sách dày ra thì mấy bức ảnh rơi xuống sàn. Trà Khanh nhặt lên xem, hai bức ảnh đen trắng nhưng còn rõ nét. Cô nhận ra trong hình là ba mình chụp cùng một người phụ nữ. Một bức ảnh nữa là ảnh người phụ nữ đó đứng một mình. Ai vậy nhỉ? Cô lục tung trí nhớ khuôn mặt này, cảm thấy rất quen, nhưng không thể định tên. Trà Khanh đang mơ màng suy nghĩ, thì gió thổi lạnh ngát sống lưng. Cô ngẩng đầu lên, thấy một bóng trắng lướt qua ô cửa. Trà Khanh giật mình chột dạ, bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Theo phản xạ đứng bật dậy, không ngờ đụng vào cái bàn trà khiến cho nó bị chấn động. Chiếc thuyền buồm trên bàn lắc la lắc lư, thiếu chút nữa đổ xuống đất. Con làm gì trong đại vậy? Ba làm con hết hồn. Ba không chỉ cho con nên con phải tự tìm sách thiết kế. Ông Phúc nhìn những bức ảnh trên tay con gái, nhanh tay cầm lấy cho vào ngăn kéo đóng lại. Tìm được chưa? Muốn sách gì á nói ba tìm cho. Dạo đây rồi á, nhỡ tủ sách nó đè lên người thì sao? Con hỏi, nhưng ba chơi với lũ chim kiển, có thèm đoái hoài gì đến con đâu. Ông Phúc cất sách vào giá, lựa mấy cuốn đưa cho con gái. Ba xin lỗi con gái, vì chúng nó bị cảm. Trà Khanh nhìn ngăn kéo, càng tò mò hơn. Ba giữ lâu như vậy, có phải người trong ảnh rất quan trọng không? Ba ơi! Cô trong ảnh chụp cùng với ba là ai vậy? Trông đẹp quá. Một người bạn thời trẻ của ba thôi. Ba quan trọng lắm sao? Có hơn mẹ con không? Ông Phúc gõ nhẹ vào đầu con, mắng vốn. Con nhỏ này,
Làm gì có ai hơn được mẹ con hả? Một người bạn thời trung học thôi, đã sang nước ngoài sống lâu rồi không gặp. Con lấy bản vẽ đưa ra giường ba coi. Trà Khanh cũng không nghĩ ngợi gì nữa, hồ hởi bước thoăn thoắt đi trước. Ba là bậc thầy của kiến trúc, chắc chắn lần này cô sẽ gây được ấn tượng với các sếp. Ông Phúc nhìn con gái khuất sau cánh cửa, kéo hộp bàn lấy mấy ảnh cũ ra ngắm. Mặt ông thoáng buồn, vuốt nhẹ bức ảnh cũ, nghẹn nghẹn trong lòng ngực, nói thầm. Khánh à, em đừng để con biết được sự thật được không? Đừng xuất hiện trong giấc mơ của con nữa, tội nghiệp nó lắm. Sáng sớm, bà Ngọc đi vào phòng gọi con gái dậy, thấy Trà Khanh ngủ say trên bàn làm việc, lắc đầu. Con bé hôm nay lại làm việc thâu đêm rồi, chăn rơi đằng chăn, giấy rơi đằng giấy. Bà thu dọn phòng rồi lay con dậy. Dậy ăn sáng đi con, hôm nay dỗ cô ba, sửa soạn để cùng ba mẹ ra mộ. Hàng năm, cứ vào ngày này là ba mẹ lại dậy thật sớm để đi ra mộ của cô ba. Bình thường, cô chỉ ở nhà soạn sửa cúng đơm thôi, mà nay mẹ lại gọi sớm ra mộ. Cô ba là em gái của ba. Trà Khanh nghe ba kể, cô bệnh mất từ rất lâu. Khi cô còn rất nhỏ, ba rước cô về thờ cúng ông bà trên ban thờ lớn. Năm nào đến ngày giỗ cô ba, chẳng có họ hàng nào đến. Nhưng năm nào, gia đình cô cũng làm cơm cúng tươm tất. Ngôi mộ sạch sẽ tinh tươm trong nghĩa trang thành phố. Bên mộ là cây dây leo màu trắng, rủ bóng xuống ngôi mộ nhỏ che nắng che mưa. Ba nói hàng tháng luôn trả tiền cho người quản nghĩa trang để thu dọn mộ cô ba đỡ cô quạnh lạnh lẽo. Trà Khanh nhìn cái tên trên bia mộ, Vũ Ngân Khánh, 30 tuổi, chợt giật mình nhớ lại lời thầy bói hôm trước. Mẹ ơi, cô ba đã lập gia đình chưa ạ? Chưa con. Ơ sao vậy mẹ? Vì cô chưa có người thương thôi con. Vì sao con mất vậy mẹ? Cô bị bệnh hiểm nghèo con à. Trà Khanh thẫn thờ, chết trẻ thật là thương xót. Cô đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ, thắp hương khấn vái. Không hiểu sao, trái tim dâng lên một cảm xúc rất lạ, nghẹn nghẹn và nồng cay nơi sống mũi. Nhà nội của ba có ba anh em, cô hai lập gia đình ở Bắc, nhưng chưa bao giờ Trà Khanh thấy cô hai vào dỗ em gái mình. Họ hàng bên nội cũng vậy, chẳng lẽ không ai nhớ đến cô ba từ gia đình mình sao? Trà Khanh thấy tò mò, nhưng không dám hỏi ba mẹ. Mẹ từng dặn đừng nhắc đến cô ba trước mặt ba, vì ba rất thương em gái, nhắc đến ba sẽ buồn. Thắp hương cho em gái xong, ông Phúc đi sang căn mộ cách đó chừng chục bước chân. Ông thắp hương rồi lầm rầm khấn vái, Trà Khanh tò mò đi theo. Ai mà ba lại nói chuyện lâu vậy nhỉ? Khuôn mặt trên bia mộ rất quen, cô cố nhớ mà không thể nào ra nổi. Đây là một người bạn của ba, con thắp cho chú ấy một nén hương đi. Ờ, ba ơi, chú này con thấy quen quá, con gặp chưa ba? Chú ấy mất lúc con mới mấy tuổi thôi, làm sao quen được. Đi về thôi con, còn cúng dỗ ở nhà nữa. Trà Khanh cùng ba mẹ lên xe về nhà. Cô ngoái đầu nhìn về phía nghĩa trang, thấy dòng khói trắng bay từ mộ cô ba mờ mờ ảo ảo. Tự dưng, cô thấy lòng dạ mình nóng rang bất ổn. Máy bay hạ cánh ở sân bay. Việc kéo vali bước xuống, anh nhìn khung cảnh quê hương mình, cảm nhận được cuộc sống sôi động và náo nhiệt ngay từ trong sảnh chờ. Đã nhiều năm mới đặt chân về, Sài Gòn đổi thay nhiều quá. Những tòa nhà cao chọc trời, nhà hàng xa hoa sang sát, tầm mắt anh rơi vào những tán cây bên đường. Nó dường như mở rộng hơn, hay hồi đó anh còn thanh xuân, tầm mắt chưa đủ rộng để nhận ra rằng những tán cây đã lớn. Đi qua cửa hàng di động từng làm nhân viên bán hàng một thời, nó đã trở thành một cửa hàng lớn
với lớp kính bọc ngoài sang chảnh. Vị vô thức mỉm cười, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cầm ô chờ đợi mình dưới mưa. Ngôi trường ngày xưa bây giờ cũng đã khác, vẫn tòa nhà ấy nhưng khuôn viên đã thay đổi, hiện đại và long lanh. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập, trường được trang hoàng càng lộng lẫy. Ở cổng, những học sinh cũ tấp nập ra vào. Hội trường khá đông, dường như đã qua phần nghi lễ, vì qua chào hỏi các thầy cô cũ một chút rồi đi về phía hội bạn. Thằng Nam, đứa bạn cùng bàn hay hạch hoẹ và khinh khi người khác, tay bắt mặt mừng. Ông trốn kỹ quá, mấy năm rồi không thèm liên lạc gì bọn tôi hết, hay là thành công rồi không thèm nhìn đến bạn cũ vậy? Tôi bận làm ăn thôi, chúc mừng ông, chủ doanh nghiệp lớn rồi nhé. Nghe nói ông sẽ về Cục An ninh mạng Việt Nam làm việc. Tin tức nhanh đấy, tôi vẫn đang xem xét. Bất ngờ nhất là cái duyên béo nút nít giờ đã thon gọn như người mẫu, song tính nết lanh chanh của nó dường như vẫn vậy. Trời ơi, Ryan Việt Nguyễn, vậy thì thành công hả? Việt nhìn Duyên bật cười, nghe đâu đã vào Bộ Ngoại giao làm, nói vậy thì còn thành công hơn mình. Nhìn gì mà nhìn, tiếc hả? Tôi chồng con rồi nha. Hội bạn phá lên cười, trưởng thành rồi ai cũng khác, không còn những sân si dụng dạc của hồi trẻ con nữa. Những người bạn cũng thay đổi cái nhìn về Việt, có tò mò, có ngưỡng mộ và cũng có chút nể nang. Các bạn năm nào xuất phát điểm hoàn toàn thua kém, nhưng bây giờ đã có chỗ đứng nhất định, thậm chí còn hơn. Huy khoát tay Trà Khanh đi vào, nhìn thấy Việt, hai người đối diện một giây. Chỉ một giây, nhưng hai đôi mắt nảy tia lửa điện, nham thạch bùng cháy trong không khí. Trà Khanh mãi cúi đầu nhìn vào điện thoại, nhưng trực giác của phụ nữ linh mẫn vô cùng. Cô cảm giác không khí quanh mình đột nhiên nóng bực, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia, sắc mặt cô hơi thay đổi. Đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, nhưng ánh mắt sáng thẳng tắp bắn đến chỗ Việt bình thản thờ ơ. Việt nhìn lại, ánh mắt cô ấy chưa đến nỗi là căm thù, nhưng cũng không tính là thân thiện. Bạn bè xung quanh tò mò, Việt từng là người Trà Khanh hết lòng theo đuổi những năm tháng trung học, còn Huy lại tán tỉnh Trà Khanh suốt những năm tháng ấy. Cuối cùng kết quả, Việt bỏ rơi Trà Khanh, và bây giờ cô ấy ở bên Huy. Màn gặp mặt này chắc hẳn sẽ vô cùng nảy lửa đây. Thế nhưng thái độ bình tĩnh của cả ba người khiến họ có chút thất vọng. Trà Khanh một thân váy yếm màu xanh ngọc như hồ nước sâu tĩnh lặng, xinh đẹp không nói nên lời, nụ cười đủ để thắp sáng cả hội trường ở đây. Những chàng trai năm ấy từng theo đuổi Trà Khanh, bây giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối, nhưng họ biết không thể nào đánh bại được Huy. Anh có tất cả, danh vọng, tiền bạc và quyền lực. Huy và Trà Khanh thực sự xứng đôi giờ lứa. Trà Khanh mỉm cười gật đầu chào mọi người xung quanh, rồi quay sang Huy dịu dàng. Anh nói chuyện với bạn nhé, em qua bên lớp em một chút. Huy đặt môi lên trán Trà Khanh. Ừ, em sang đi, chốc anh qua. Trà Khanh lướt qua Việt, ánh mắt cô vô cùng tự nhiên, không có chút lưu luyến nào. Bỗng nhiên, anh nghe trái tim mình buông nhịp rơi vào thinh không. Dường như nó dừng ở đó, rồi không đập nữa, khiến các tế bào máu ngưng trệ. Cả người anh bất giác cứng đờ bất động. Đến khi Huy đưa ly rượu đến trước mặt, thì anh mới giật mình tỉnh táo. Cậu về từ lúc nào? Hôm nay. Không phải chỉ vì buổi tiệc này mà về chứ? Trước câu hỏi xoáy của Huy, Việt cũng thờ ơ đáp lại. Không hẳn, năm tới tôi sẽ về Việt Nam làm việc, tiện thể tìm hiểu một số chuyện. Huy nâng ly lên cùng cái ken, môi nhếch lên. Hy vọng không tìm hiểu gì vợ tôi. Cậu không tin vào chính mình sao? Huy nóng mặt, nó nói vậy là ý gì? Thằng Huy này chưa từng thua cuộc ở bất cứ mặt trận nào. Năm đó, chẳng qua là Trà Khanh thích một món ăn lạ mà thôi. Huy sẵn giọng. Chúng tôi sẽ sang anh sống. Chúc mừng. Huy không nói gì, đi sang phía lớp Trà Khanh. Trà Khanh lắc ly rượu đỏ sánh định uống,
thì Huy ngăn lại, đưa một miếng bánh lên miệng cô. À, để anh, đừng uống rượu, ăn cái này đi. Việc nói chuyện với bạn bè bên này, thi thoảng ánh mắt hờ hững nhìn sang Trà Khanh cười nói sôi nổi. Cô ấy hoàn toàn không giống như trước kia nữa. Sự trầm tĩnh và dịu dàng được thay thế bằng vẻ hoạt bát và tươi tắn. Đèn neon vụt tắt, đèn chùm huyền ảo bật lên khiến hội trường râm ran. Buổi tiệc hôm nay của nhà trường tái hiện lại cảnh prom của cô cậu học sinh những năm về trước. Tất cả những kỷ niệm của một mùa phượng cũ ùa về. Từng đôi dìu nhau ra sàn, Huy trịnh trọng dắt tay Trà Khanh bước ra. Đã lâu không được nhảy múa, âm nhạc chảy trong huyết quản của Trà Khanh. Cô quên hết mọi thứ xung quanh. Buổi tiệc prom ngày đó, lần đầu tiên cô lên sân khấu đàn piano và hát cho một người con trai. Nhưng anh từ đầu tới cuối không hề xuất hiện. Lần đầu tiên uống rượu, muốn thừa dịp say men để tỏ tình với anh, lại bị đẩy ra một cách lặng lẽ. Trà Khanh nhắm mắt lại, giật mình tỉnh giấc, bối rối đẩy những kỷ niệm ra khỏi đầu. Cô đang ôm chồng tương lai, như vậy chẳng phải mình ngoại tình trong suy nghĩ hay sao? Huy có chút men trong đầu, đèn nhấp nháy lướt qua khuôn mặt Trà Khanh, rồi bỗng xuất hiện một khuôn mặt khác, sắc nét và u buồn. Huy dứt khoát cúi xuống chạm vào môi Trà Khanh. Trà Khanh khựng lại một giây, đôi chân hẩn nhịp né ra, nụ hôn nhợt nhạt chỉ ở đầu môi của hai người, nhưng lại khiến người đứng tựa bàn tiệc chao đảo và choáng váng. Những ngón tay Việt bị ép vào thành ly thủy tinh, ly chịu lực không vỡ, nhưng anh nghe tiếng loảng xoảng trong tim mình. Dòng rượu đỏ đổ vào họng, đốt cháy dạ dày rỗng khiến nó cuồn cuộn lên. Tâm tình không hiểu tại sao lại kích động, khóe môi run rẩy rồi kéo lên thành một nụ cười chậm rãi. Ánh sáng trong mắt ẩn chứa ý tứ không rõ, nhưng nụ cười khiến khuôn mặt cương nghị cứng lại bi phẫn. Anh điên rồi, biết là đi hội trường thế nào cũng sẽ gặp lại Trà Khanh, nhưng anh không thể ngăn nổi bước chân mình. Cứ nơi nào có cô ấy thì lại bị một lực đẩy vô hình kéo đến. Anh vội đi ra khỏi phòng tiệc. Màn nhảy là kết thúc của buổi tiệc tựu trường. Trà Khanh đi dạo trong sân trường trong lúc chờ Huy lấy xe. Đi qua góc phượng già, không ngờ thấy Việt đứng đó. Cô thản nhiên bước qua. Việt thấy Trà Khanh, cảm xúc dâng lên khiến anh mất kiểm soát. Ngày hôm nay, Trà Khanh xinh đẹp lộng lẫy, khiến anh không làm chủ được trái tim mình. Một màn lúc nãy lại càng làm anh kích động không thôi. Anh vô thức tóm lấy tay cô, nắm rất chặt. Trà Khanh giật mình, giãy mạnh khỏi bàn tay. Cô lo lắng nhìn quanh, gằn giọng. Anh làm cái gì vậy? Vì không ý thức được mình đang làm gì, ngọn lửa cuồn cuộn trong người anh bốc lên khi nhớ đến nụ hôn lúc nãy của Trà Khanh dành cho Huy. Anh đẩy ép Trà Khanh vào góc phượng, ánh mắt xoáy vào đôi mắt long lanh của Trà Khanh. Cảm xúc khiến âm vực giọng nói khàn đột. Hai người tự nhiên thật, hôn nhau giữa trường à? Trà Khanh mở to mắt thách thức, bật cười. Thì sao? Chúng tôi là vợ chồng. Trà Khanh, em có thể tùy tiện như vậy sao? Lửa trong lòng Trà Khanh bốc lên ngùng ngột. Cô cười khẩy rút tay về, dứt khoát giáng xuống một cái tát. Rát bỏng bên má khiến Việt bừng tỉnh. Đôi mắt của Trà Khanh không thanh thuần như trước nữa. Nó phủ đầy sự khinh thường và căm hận. Cô dùng hết sự khinh bỉ của mình nhìn anh chăm chọc. Ồ, lạ nhỉ? Anh dùng tôi như một trò đùa, thỏa mãn hiếu thắng, đòi hỏi cái gì? Anh nhớ tôi rồi đúng không? Nhớ mới cố tình đến đây để nhìn thấy tôi phải không? Thật tội nghiệp. Việc bị ánh mắt hận thù của Trà Khanh thiêu đốt tâm can, anh không nghĩ được gì nữa. Hình ảnh cô ấy trong tay người đàn ông khác khiến khao khát sở hữu trong anh bùng lên. Trà Khanh, không phải như vậy, em hiểu lầm rồi. Nếu anh nói yêu em là thật, thì em có thể cùng anh bỏ tất cả đi thật xa được không? Đến một nơi nào đó không ai biết được không? Trà Khanh cười thành tiếng, ngước mắt nhìn Việt. Cô thấy ánh mắt anh sâu thẳm,
và dường như có một màn sương phủ. Nhưng cảm giác lúc này của cô bình thản đến lạ lùng. Nguyễn Phong Việt, anh cho là tôi cứ phải yêu một người mãi sao? Nực cười, anh chẳng có cái quái gì cả. Ngày đó có yêu tiếp thì tôi cũng chia tay anh mà thôi. Tôi cần môi trường nhung lụa, vậy cho nên đừng nghĩ anh là người thắng trong trò chơi này. Anh thua hoàn toàn, thua gì anh đã rất yêu tôi rồi. Trà Khanh đẩy Mạnh Việt sang một bên rồi bước đi không hề lưu luyến. Nhớ lại những lời nói của mẹ anh ta ở sân bay, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm, như có gánh nặng nào đó được buông bỏ, có gì đó được cắt đứt. Những dây dưa qua lại trước đây nháy mắt mơ hồ biến mất, như sương như khói tan biến vào màn đêm. Việc nhìn theo bóng Trà Khanh chìm vào đêm tối, rơi người xuống góc phượng già. Đã 7 năm, sự dai dẳng này hẳn là nên kết thúc. Cô ấy đã sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới rồi. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.